Cảm ơn. Chị hẹn với em đó mà em tới em hát, gia đình em hát một live show luôn rồi chị mới tới. Ủa sao nay cưng cao hơn chị? Bằng nhau, bằng nhau. Bằng nhau. Thôi chị hát cưng đứng đây luôn nha. Đứng xuống nha. Đứng minh họa. Có ai lên đứng minh họa chung với em ạ? Và trước khi hát thì cho Saka xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các anh chị, cô chú, nghệ sĩ ở đây ạ. Lời chào trân trọng ạ. Và hôm nay Saka đến đây cúng tổ bên nhà chú yêu Kim Tiểu Long, mà thấy không thấy thấy chú Kim Tiểu Long ở đâu hết trơn ạ? Đâu đâu chú yêu Kim Tiểu Long đâu rồi ạ? Đó kêu ổng, ổng giật mình luôn kìa. Con gái lên từ nãy giờ không thấy chú ở đâu hết trơn á. Đó lên mà còn làm mặt ngầu nữa kìa, thấy ghét chưa? Đó. Bây giờ con gái hát cúng tổ thì chú yêu với bé Tiên minh họa cho con nha. Ok. Thấy người ta hot quá trời bài luôn nên em hát bài này để mình xin vía hot đó. Bài gì mà, bài gì ta? Bài, quên nữa, em đi lấy chồng hả? À, ngày mai người ta lấy chồng. Gửi tặng đến tất cả các tình yêu à. Nhảy lên sư phụ ơi. Không thuộc không? Còn gì đẹp trai đẹp gái không mà ế lần sao? Chú cha trời ơi, cái này phải lại ế toàn tập luôn, bé này ế toàn tập luôn anh con. Cái này để tổ đợi nha anh ba. Tại vì biết sao không? Cho em nhạc lớn tiếng nha. Còn hai.
Chờ chỉnh nhạc sao hay quá vậy anh. Cảm ơn rất nhiều và cảm ơn những tràng pháo tay rất là quý báu từ các cô chú anh chị đã dành tặng cho con rất rất là nhiều.